Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Mở đầu là phần tin biển đông. Theo trang dưỡng đặng Newsletter đưa tin ngày 4 tháng 5, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc được phát hiện ở phía đông đảo Hải Nam. Khác với những ngày trước đây, có ít nhất 3 tàu được nhìn thấy đang hoạt động gần tàu sân đông. Trong khi đó, tàu trinh sát đại dương USNS Victorious của Hải quân Mỹ cũng xuất hiện ở gần khu vực này trong ngày 4 tháng 5, hoạt động cách vị trí của tàu sân đông Trung Quốc ước chừng 150 hải lý. Khu vực Hải Thạch Mộc Tinh, tại khu vực này, tàu hải cảnh 5202 đã thay thế vị trí của tàu hải cảnh 5304 vốn đã quay trở về Tam Á. Ngày 4 tháng 5, tàu hải cảnh 5202 tiếp tục đi vào lô dầu 5.03. Ngày 4 tháng 5, nhóm đặc trách biển Đông của Philippines đưa ra thông cáo về sự hiện diện của tàu dân binh Trung Quốc ở Bãi Sabin vào ngày 27 tháng 4. Tàu tuần duyên BRP Cabra cùng với các tàu của Cục Ngư nghiệp MCS 3002 và 3004 đã tiến đến bãi Sabina, nằm cách Puerto Princesa Palawan 130 hải lý và phía đông bãi cỏ mây để thi hành chức trách thực thi pháp luật và diễn tập trên biển. Khi đến nơi, các tàu công vụ của Philippines đã thấy có 7 tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc đang xếp sát nhau hoặc theo đội hình thẳng hàng cố định tại bãi Sabina. Thủy thủ đoàn của tàu công vụ Philippines đã đưa ra một loạt mệnh lệnh đối với các tàu xâm phạm, nhưng không nhận được phản ứng từ các tàu dân quân biển này. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, các tàu dân quân biển đã giải tán và rời bãi cạn sau khi bị tàu công vụ của Philippines yêu cầu. Hai ngày sau, vào ngày 29 tháng 4, các tàu công vụ của Philippines quay trở lại bãi Sabina một lần nữa và quan sát được 5 tàu dân quân biển của Trung Quốc. Các tàu dân quân biển đã rời khỏi khu vực khi tàu công vụ của Philippines đến. Bãi Sabin không phải là điểm nóng mới. Năm 2011, Philippines từng tố cáo Trung Quốc thả một ụ nổi và các phao định vị ở khu vực này. Năm 2012, Bộ Ngoại giao Philippines từng lên tiếng phản đối sự hiện diện của một tàu hải quân và hai tàu khác của Trung Quốc tại khu vực được đánh giá là có tiềm năng dầu khí này. Bãi cạn Scarborough Trong một diễn biến liên quan, Cố vấn An ninh Quốc gia Hermogen Esperon chủ tịch của nhóm đặc trách về Biển Đông Philippines, tàu tuần duyên BRP Sindangan và tàu MCS 3005 của Cục Ngư nghiệp đã được triển khai trở lại bãi cạn Scarborough. Tín hiệu AIS cho thấy hai tàu này đã xuất hiện ở khu vực này vào sáng ngày 5 tháng 5. Một tàu Trung Quốc không rõ chủng loại cũng được quan sát thấy ở rất gần hai tàu này. Tại bãi cạn Scarborough hiện có ít nhất một tàu hải cảnh Trung Quốc là tàu 3102 và vài tàu cá. Ông Esperon cũng kêu gọi người dân Philippines hãy tiếp tục đánh bắt tại khu vực thuộc lãnh thổ và quyền tài phán của Philippines bất chấp cái gọi là lệnh cấm đánh bắt mà Trung Quốc áp đặt kể từ ngày 1 tháng 5. Như đã nhận định trong nhiều bản tin trước đây, những diễn biến mới nhất tiếp tục cho thấy bãi cạn Scarborough có thể trở thành một điểm nóng trong thời gian sắp tới. Về đảo Thị Tứ, trả lời phỏng vấn Đài DBB ngày 4 tháng 5, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Cirilito Sobejana cho biết nước này dự định sẽ biến đảo Thị Tứ trở thành một trung tâm hậu cần phục vụ cho hoạt động tuần tra ở quần đảo Trường Sa cũng như ở Biển Đông. Thực thể mà Philippines hiện chiếm đóng cũng dự kiến sẽ được xây dựng trở thành trung tâm giải trí phục vụ cho các quân nhân Philippines đóng ở khu vực Trường Sa. Tình hình Mỹ-Trung Đài Điều phối viên chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ là ông Kurt Campbell, ngày 4 tháng 5 đưa ra phát biểu đáng chú ý về sự mơ hồ chiến lược trong vấn đề Đài Loan trong cuộc hội luận do tờ The Financial Times tổ chức. Theo đó, ông Campbell tỏ ra không tán đồng những lời kêu gọi từ bỏ sự mơ hồ chiến lược trong việc bảo vệ Đài Loan một khi hòn đảo này bị Trung Quốc tấn công. Ông nói: "Tôi tin rằng có một số nhược điểm đáng kể đối với cái gọi là sự minh định chiến lược mà bạn đưa ra." Ông Campbell nói thêm khi được hỏi về lời kêu gọi từ một số học giả nổi tiếng của Mỹ và những người khác đề nghị Washington cung cấp cho Đài Loan một sự đảm bảo an ninh rõ ràng hơn. Ông Kurt Campbell nói, các nỗ lực tập hợp các đồng minh của Mỹ có thể không làm lây chuyển Trung Quốc. Theo tờ South China Morning Post, thì hoàn toàn có thể rằng trong một số trường hợp họ chỉ càng tấn tới mà sẽ không thoái lui. Và tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhận ra rằng đó có thể cần phải sửa đổi một số thành tố trong bài vở của chúng ta. Ngoại trưởng Philippines nổi đoá với Trung Quốc Cuộc khẩu chiến giữa Philippines và Trung Quốc tiếp tục leo thang với diễn biến mới nhất là Ngoại trưởng Philippines Teddy Loxin dường như đã đánh mất sự kiên nhẫn và lớn tiếng chửi thề trên Twitter yêu cầu Trung Quốc rút lui đi. Và bây giờ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Manila khuyên người dân Philippines phớt lờ lệnh cấm đánh bắt cá của Bắc Kinh. Chính quyền Manila ngày 4 tháng 5 đã bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè hàng năm do Trung Quốc áp đặt ở Biển Đông và khuyến khích người dân Philippines tiếp tục đánh bắt trong vùng lãnh hải của nước này. Trong một thông báo, lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines xác định rằng lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 mà Trung Quốc mới ban hành trên nhiều vùng biển, trong đó có một phần của Biển Đông không áp dụng đối với người dân của chúng ta. Cơ quan này phản đối việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đối với các khu vực thuộc lãnh thổ và quyền tài phán của Philippines và khẳng định rằng người dân Philippines được khuyến khích ra khơi và đánh cá trong vùng biển của Philippines ở vùng biển Tây Philippines tên mà Manila đặt cho Biển Đông. Không chỉ có Philippines là phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đơn phương áp đặt, chính quyền Việt Nam ngay từ hôm 29 tháng 4 vừa qua đã chính thức lên tiếng bác bỏ lệnh cấm mà Bắc Kinh ban hành trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc, trong đó có Biển Đông. Căng thẳng Philippines và Trung Quốc đã gia tăng trong thời gian gần đây sau khi Manila liên tiếp tố cáo Trung Quốc tung cả trăm chiếc tàu cá neo đậu trong khu vực đá ba đầu ở quần đảo Trường Sa, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Manila cáo buộc đó là tàu của dân quân biển Trung Quốc, trong lúc Bắc Kinh thì luôn khẳng định đó là tàu đánh cá của người dân đã tìm chỗ để trú bão. Đội tàu của Trung Quốc sau đó đã tỏa ra nhiều nơi khác trong khu vực, và lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines hôm 4 tháng 5 cho biết họ đã phát hiện 7 tàu dân quân biển của Trung Quốc tại bãi cạn Sabin thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 27 tháng 4. Nhóm tàu này đã giải tán sau khi lực lượng tuần duyên Philippines đến nơi. Hai ngày sau đó lại quay trở lại trước khi bỏ đi dưới sức ép của tàu tuần duyên Philippines.